Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, theo tử vi học, những người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 cho thiên can là Nhâm thì phần lớn là những người có cuộc đời gặp nhiều may mắn, và đặc biệt là trong tháng 12 này, cuộc sống của họ có được nhiều may mắn hơn người khác về tài vận hanh thông và có một gia đình ổn định và hạnh phúc. Trong số 60 con giáp thì những người tuổi Nhâm Thìn cả đời được hưởng vinh hoa phú quý, có quyền cao chức trọng. Và hơn nữa thì do những người này có tính tình hiền lành, cương trực, ngay thẳng và thích giúp đỡ người khác, cho nên được thần tài chiếu cố ban lộc trời cho trong tháng 12. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết trong video của chúng tôi ngay sau đây để nắm rõ vận trình của mình quý vị nhé. Thưa quý vị, sau đây là phần tổng quan của gia chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Tính cách người tuổi Nhâm Thìn có nạp âm chiến lưu thủy, thường rất sôi nổi, hiếu động, không thích ngồi một chỗ hay không làm việc gì. Họ ưa cuộc sống biến đổi, nhiều thay đổi nên hay đi đây, đi đó. Người này đam mê làm việc, hay nói chuyện với người khác và có niềm đam mê với thể thao. Do nội tâm luôn biến động, đầu óc nhanh trí linh hoạt nên những người tuổi Nhâm Thìn mệnh trường lưu thủy học rất giỏi các môn toán, khoa học tự nhiên. Thói quen suy nghĩ tư duy của họ giống như một chất gây nghiện, tựa như chính dòng chảy. Người tuổi Nhâm Thìn mệnh trường lưu thủy có đức tính siêng năng, miệt mài của một dòng sông trở nặng phù sa, bồi đắp cho cuộc đời này đầy hoa thơm trái ngọt. Cảm xúc của người này cũng rất linh hoạt đa dạng, có nhiều cung bậc khác nhau. Tháng 12 này về sự nghiệp hầu như các gia chủ đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm, cho nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả với kế hoạch dự án. Đến tuổi này, bạn cần làm là quan tâm đến sức khỏe và dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách, sắm sửa dịp cuối năm hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu phá vai. Nhâm Dương Thủy gặp Tân Âm Kim nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ Nhâm Thìn trong tháng này đều cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 12 năm 2021 tuổi Nhâm Thìn theo âm lịch cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này người tuổi Nhâm Thìn có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Thìn đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe của bạn quan trọng hơn tất thảy. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bạn, giúp cho bạn nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song không được suy nghĩ bi quan tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý bạn. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của bạn rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, bạn nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi cộng đồng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này bản mệnh có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Còn với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn là chúng ta cũng có thu nhập không thể nào ít được. Tuy nhiên mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng này khá lớn. Có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay là xui hơn chúng ta phạm luật bị phạt.
Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, cả bạn hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi bất kỳ lúc nào. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 12 âm lịch không có gì đáng lo ngại. Tinh thần của người tuổi Nhâm Thìn có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bạn cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Gia chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Nhâm Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không được suôn sẻ cho tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Những người tuổi Nhâm Thìn cần phải giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Bởi vì thỉnh thoảng trong cuộc sống của bạn, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc là những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, thì chắc chắn nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy mà bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc và bao dung cho nhau. Trong tháng 12 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích cãi vã và tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu lục hợp tí, tam hợp tỵ và dậu thành kim cục, xung mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Đối với người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 12 năm 2021, tức ngày 9 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 12 năm 2021, tức ngày 21 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 12 năm 2021, tức ngày 8 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 12 năm 2021, tức ngày 20 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021 Nhâm Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm.
khuyên gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Nhâm Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai, vất vả này. Và qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 12 âm lịch và từ đó thì chúng ta đã có được những bước đi vững vàng hơn, có những kế hoạch để có thể dự trù cho những điều xấu có thể xảy ra, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của phong thủy Gia Cát.